giới chức Mỹ đã bỏ sót tất cả red flag về SVB. Ai là người gây ra vụ sụp đổ này? Theo các chuyên gia và nhà phân tích, việc Silicon Valley Bank sụp đổ một phần là do sự giám sát lỏng lẻo của các cơ quan quản lý và việc Fed nới lỏng quy định cho các ngân hàng nhỏ vì cho rằng hoạt động của họ không mang tính hệ thống. Khi chính phủ Mỹ đang đưa ra những biện pháp để ngăn chặn những hậu quả từ vụ sụp đổ của SVB, sự chú ý đang đổ dồn về phía các cơ quan quản lý giám sát hệ thống tài chính. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng làm thế nào mà ngân hàng lớn thứ 16 nước Mỹ lại mong manh đến như vậy? Sự sụp đổ của SVB cũng nhanh chóng dẫn đến vụ đóng cửa nhà cho vay tiền số Signature Bank. Các cựu quan chức quản lý và chuyên gia chính sách tài chính cho biết hiện vẫn còn quá sớm để biết chính xác liệu sai lầm của các cơ quan chức năng lớn đến mức nào, đặc biệt là với cú sốc thanh khoản hiện tại và nguồn vốn của SVB vẫn tốt khi ngân hàng này sụp đổ. Tuy nhiên, theo Ian Katz, nhà phân tích chính sách tài chính tại công ty nghiên cứu Capital Alpha Partner cho biết, đây là một cú đấm đối với các cơ quan quản lý. Ông nói rằng, những sự việc như thế này đáng lẽ không nên xảy ra và có thể mọi thứ sẽ chỉ tiếp tục. Ngay sau khi Fed công bố biện pháp cho vay khẩn cấp để hỗ trợ lĩnh vực ngân hàng, Gary Gensler, chủ tịch Fed đã cảnh báo rằng cơ quan này sẽ điều tra và đưa ra những hành động thực tế nếu phát hiện bất kỳ doanh nghiệp nào vi phạm luật chứng khoán liên bang. Seoul Omarova, giáo sư luật tại Đại học Cornell nhận định rằng sự sụp đổ của SVB đã làm nổi bật vấn đề lâu năm với hệ thống ngân hàng song hành của nước Mỹ. Có nghĩa là các ngân hàng tiểu bang và ngân hàng quốc gia được đặc quyền và giám sát ở cấp độ khác nhau. Theo Omarova, trong sự phối hợp đó, một số dấu hiệu có thể đã bị bỏ qua. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng những dấu hiệu khiến SVB sụp đổ là cực kỳ rõ ràng. Các khoản tiền gửi tại SVB đã tăng với tốc độ chóng mặt. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 212 tỷ đô la vào cuối năm 2022 so với mức 115 tỷ đô la vào năm 2020. Aaron Klein, cựu phó trợ lý thư ký phụ trách chính sách kinh tế của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, điều này đáng lẽ ra đã nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Một điều đáng chú ý là gần 96% tiền gửi của SVB không được FDIC bảo hiểm, chỉ áp dụng cho các khoản trên 250.000 đô la. Đối với Catherine Church, giáo sư tại Đại học Columbia ngành quy định tài chính cho biết, một red flag cơ bản khác đó là SVB quá phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng cho vay nội bộ liên bang của San Francisco để huy động vốn, với khoản nợ chưa thanh toán lên tới 15 tỷ đô la tính đến năm 2022, khi không có khoản vay nào vào năm trước. Bà Church cho hay, chúng tôi luôn thấy rằng trước khi các ngân hàng rơi vào cảnh khó khăn, họ phải chật vật để tiếp cận các nguồn tài chính và tăng sự phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng cho vay nội bộ liên bang. Điều này càng đặt ra câu hỏi về việc Fed đã theo sát tình hình ở SVB đến mức nào. Hơn nữa, những khoản thua lỗ cũng bắt đầu chồng chất do ngân hàng này đầu tư vào trái phiếu dài hạn có lãi suất cố định. Danh mục này khiến SVB rất dễ bị ảnh hưởng khi lãi suất chuẩn tăng đột biến. Michael Oirod, phó giáo sư tại trường luật thuộc Đại học New York cho biết, sự sụp đổ của SVB đã làm rõ những điểm yếu trong quy định của ngành ngân hàng Mỹ. Những rủi ro từ lãi suất cao đã khiến SVB lao đao. Tuy nhiên, các ngân hàng cần phải duy trì một quỹ để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn với các chứng khoán thế chấp do chính phủ Mỹ phát hành. Các chuyên gia cho rằng, những dấu hiệu cảnh báo của SVB có thể đã phát hiện từ trước, nếu không muốn nói là tránh được phần lớn. Nếu các nhà lập pháp và cơ quan quản lý không nới lỏng quy định với các nhà cho vay nhỏ trong các năm gần đây, việc hủy bỏ đạo luật Dodd-Frank năm 2018 đã tạo điều kiện cho các ngân hàng có tài sản lên tới 250 tỷ đô la, không phải tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt nhất của Fed, bao gồm các bài kiểm tra sức chịu đựng cũng như yêu cầu về vốn, thanh khoản. Động thái này được coi là nền tảng cho nhiệm kỳ của ông Donald Trump. Song nhiều người cảnh báo rằng, các quy định được đưa ra để tránh các cuộc khủng hoảng trong tương lai có thể bị suy yếu. Oirod nhận định, nếu đạo luật Dodd-Frank không bị hủy bỏ, thì SVB sẽ có quỹ dự phòng hiệu quả hơn và ít có khả năng xảy ra tình trạng rút tiền gửi ồ ạt. Theo bà, Quốc hội thực sự phải chịu nhiều trách nhiệm vì đã bỏ quy định vào đúng thời điểm mà đáng lẽ ra Dodd-Frank phải được áp dụng nghiêm ngặt hơn. Năm 2019, Fed cũng đưa ra bước đi tương tự và đồng ý với nới lỏng quy định cho toàn bộ ngân hàng, trừ các nhà băng lớn nhất.
một cựu luật sư trong nhóm chính sách và quy định ngân hàng của Fed cho biết, quyết định này được đưa ra dựa trên quan điểm cho rằng các ngân hàng lớn trong khu vực không có tính hệ thống và không cần sự giám sát chặt chẽ về quy định. Song, những gì diễn ra vào tuần trước cho thấy rằng họ đã sai. 5 ngân hàng Mỹ đứng trước rủi ro lớn nhất hiện nay. Việc hai ngân hàng SVB và Signature sụp đổ chỉ trong chưa đầy đến một ngày đã khiến nhiều tỷ đô la tiền gửi của các khách hàng không được bảo hiểm đứng trước rủi ro mất trắng. Theo Reuters, sự sụp đổ của Silicon Valley Bank và Signature chỉ cách nhau vài ngày khiến khách hàng Mỹ vô cùng hoang mang. Phần lớn lo ngại này đến từ các khoản tiền gửi không được bảo hiểm tại các ngân hàng vừa và nhỏ. Sau đây là 5 ngân hàng ở Mỹ có số tài khoản tiền gửi không được bảo hiểm ở mức độ rủi ro lớn mà Reuters thống kê được. 1. Ngân hàng First Republic, FRC. Theo các báo cáo tài chính của FRC và dữ liệu của Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ, FDIC, tiền gửi không có bảo hiểm của FRC lên đến hơn 119,5 tỷ đô la, chiếm 68% số tài khoản tiền gửi của ngân hàng này. Tính đến tháng 12 năm 2022, khoản đầu tư chứng khoán sẵn sàng để bán, hay còn gọi là IFS của FRC, là 471 triệu đô la. Trong phiên giao dịch vào cuối ngày 10 tháng 3, cổ phiếu của FRC đã giảm 33% giá trị. Dù vậy, ngân hàng FRC vẫn nhận được sự hỗ trợ của quỹ tài chính bổ sung được đảm bảo bởi công ty dịch vụ tài chính JP Morgan Chase. Ngoài ra, FRC còn hơn 70 tỷ đô la vốn chưa sử dụng. 2. Ngân hàng Comerica, CMA. Theo các báo cáo tài chính của ngân hàng CMA và các tổ chức tài chính độc lập khác, tiền gửi không có bảo hiểm của CMA vào khoảng 45,5 tỷ đô la, chiếm 62% số tài khoản tiền gửi của ngân hàng này. Tính đến tháng 12 năm 2022, khoản đầu tư chứng khoán sẵn sàng để bán IFS của CMA là 3,03 tỷ đô la. Trong phiên giao dịch vào cuối ngày 10 tháng 3, cổ phiếu của CMA đã giảm 16,1% giá trị. 3. Ngân hàng Western Alliance, WAL. Theo báo cáo tài chính của ngân hàng WAL và các tổ chức tài chính độc lập khác, tiền gửi không có bảo hiểm của WAL hơn 31,1 tỷ đô la, chiếm 58% số tài khoản tiền gửi của ngân hàng này. Tính đến tháng 12 năm 2022, khoản đầu tư chứng khoán sẵn sàng để bán IFS của WAL là 674,9 triệu đô la. Trong phiên giao dịch vào cuối ngày 10 tháng 3, cổ phiếu của WAL đã giảm 16,1% giá trị. Bất chấp những biến động của thị trường sau sự sụp đổ của SVB và Signature, WAL vẫn dự báo tăng trưởng huy động vốn trong năm 2023 sẽ từ 13% đến 17%. 4. Ngân hàng Zions. Theo các báo cáo tài chính của ngân hàng Zions, tiền gửi không có bảo hiểm của Zions hơn 37,6 tỷ đô la, chiếm 53% số tài khoản tiền gửi của ngân hàng này. Tính đến tháng 12 năm 2022, khoản đầu tư chứng khoán sẵn sàng để bán IFS của Zions là 1,63 tỷ đô la. Trong phiên giao dịch vào cuối ngày 10 tháng 3, cổ phiếu của Zions đã giảm 20,3% giá trị. 5. Ngân hàng Synovus, SNV. Theo các báo cáo tài chính của ngân hàng SNV, tiền gửi không có bảo hiểm của SNV hơn 25,1 tỷ đô la, chiếm 51% số tài khoản tiền gửi của ngân hàng này. Tính đến tháng 12 năm 2022, khoản đầu tư chứng khoán sẵn sàng để bán IFS của SNV là 1,6 tỷ đô la. Trong phiên giao dịch vào cuối ngày 10 tháng 3, cổ phiếu của Zions đã giảm 17% giá trị. Theo FDIC, những tài khoản tiền gửi có số tiền gửi nhiều hơn 250.000 đô la sẽ nhận được giấy chứng nhận đối với số tiền không được bảo hiểm để làm bằng chứng cho yêu cầu bồi thường đối với ngân hàng đã đóng cửa. Họ được trả theo tỷ lệ khi tài sản của ngân hàng được thanh lý. Khoản thanh toán như vậy được gọi là cổ tức. Mặc dù các khoản tiền gửi được bảo hiểm đầy đủ, được thanh toán ngay sau khi ngân hàng đóng cửa, việc giải quyết các khoản tiền không được bảo hiểm có thể diễn ra trong vài năm. Các chủ nợ và cổ đông nói chung xếp sao trong thứ tự ưu tiên, thường nhận được rất ít hoặc không thu hồi được gì từ việc thanh lý. Sau 3 ngày,
465 tỷ đô la vốn hóa bị thổi bay trên toàn cầu vì SVB. Nhà đầu tư ở mọi nơi, từ New York đến Tokyo, đang nhanh chóng giảm tỷ trọng của ngành tài chính trong danh mục. Tổng cộng các cổ phiếu tài chính trên toàn cầu đã lao dốc mạnh, khiến 465 tỷ đô la vốn hóa bị thổi bay. Lo ngại sẽ bị ảnh hưởng bởi cú sập của ngân hàng Mỹ SVB. Nhà đầu tư ở mọi nơi, từ New York đến Tokyo, đang nhanh chóng giảm tỷ trọng của ngành này trong danh mục. Khi thị trường châu Á mở cửa phiên sáng ngày 14 tháng 3, tình hình vẫn tiếp tục xấu đi. Mặc dù giới phân tích nhận định các nhà băng ở châu Á sẽ chịu rất ít tác động trực tiếp. MSCI Asia Pacific Financial Index, chỉ số gồm các cổ phiếu tài chính ở châu Á, vẫn giảm 2,7% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 29 tháng 11. Tại Nhật Bản, cổ phiếu của Mitsubishi UFJ Financial Group giảm 8,3%, trong khi cổ phiếu ANZ mất 2,8%. Cổ phiếu của Hana Financial Group Hàn Quốc giảm 4,7%. Cổ phiếu của các ngân hàng Mỹ cũng giảm rất mạnh. Nhà đầu tư hoài nghi liệu kế hoạch giải cứu hệ thống ngân hàng mà chính phủ mới đưa ra có thể ngăn chặn một sự kiện tương tự như SVB hay không. Tổng cộng vốn hóa của hai chỉ số MSCI World Financial và MSCI EM Financial đã giảm khoảng 465 tỷ đô la trong 3 ngày. Theo Francis Chan, chuyên gia phân tích của Bloomberg Intelligence, những ngân hàng lớn ở châu Á có rất ít nguy cơ lâm vào tình trạng khách hàng rút tiền ồ ạt như ở SVB vì họ có cơ cấu tiền gửi khá vững chắc, tài sản tốt và thanh khoản tốt. Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ hơn có thể gặp rủi ro về thanh khoản và tín dụng mà có thể dễ dàng bị thổi phồng và khiến cho các nhà đầu tư hoảng loạn. Dẫu vậy, vẫn có những lo ngại rằng vụ SVB sẽ có ảnh hưởng đến các ngân hàng có khoản đầu tư lớn vào trái phiếu và các công cụ tài chính khác. Hôm ngày 13 tháng 3, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm đã giảm mạnh nhất kể từ những năm 1980 do kỳ vọng Fed sẽ trì hoãn tăng lãi suất. Chúng ta phải đánh giá cả nguy cơ kinh tế Mỹ hạ cánh cứng cũng như xác suất Fed chuyển hướng chính sách tiền tệ. Nếu hai điều này không xảy ra, có lẽ nhà đầu tư đã phản ứng thái quá. Michael Madat, chuyên gia phân tích tại Morningstar cho biết.